thịt mình quay đã chín rồi nhá, mình đã bỏ ra bên ngoài đĩa rồi, giờ mình chỉ việc thái thôi nhá. Rất là giòn các bạn ạ. Đấy nhá. Bên trong mình chín hết một tí nha các bạn, rất là ngon. Con ngồi xuống đi, xong bắt đầu bố thái này con ăn nhá. Ê, tí nữa tay con. Ôi thơm quá. Tí nữa con ăn luôn. Ừ. Thích ăn thịt đùi gà. Đây các bạn, một cái món cũng rất là đơn giản nhé, mà lại rất là ngon, rất là thơm các bạn. Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì mình lại đang có mấy cái lạng thịt ba chỉ, còn gọi là cái thịt ba dọi nhé. Đây các bạn, mình cũng đã rửa sạch sẽ rồi. Mình sẽ làm cái món là thịt ba chỉ chiên giòn nhé, ngon như hơn được tiệm đấy các bạn. Đấy, thịt ba chỉ. Giờ mình sẽ xái cái phần thịt ba chỉ này ra làm ba nhé. Mình sẽ xái ra làm ba như thế này. Xong bắt đầu mình sẽ bỏ vào trong cái bát này các bạn. Mình bỏ trong cái bát tô được rồi nhé. Thì ở đây cái bước đầu tiên là chúng ta sẽ đi ướp cái thịt ba chỉ này cho nó thơm nhé. Thì đây là mình có sả này, đấy, với lại có mắm này, có dầu hào này, với lại một thìa bột ngọt và bột ajinomoto nhé. Bây giờ mình sẽ đi xài cái sả ra nhé. Sả thì mình sẽ rửa sạch rồi mình sẽ cắt, mình bỏ gốc đi nhé. Cái món thịt ba chỉ chiên giòn thì chúng ta ướp sả vào và cho thêm ít gia vị vào nữa thì nó cũng rất là ngon nhá. Mình sẽ xài bằng này cái sả đấy nhé. Giờ mình sẽ cho sả vào trong cái bát thịt của mình nhé. Xong bắt đầu mình sẽ bóp đều rồi nhé. Rồi khi mình đã bỏ sả vào, mình đã bóp đều lên rồi. Giờ mình sẽ cho bột ngọt và bột ajinomoto vào nhé. Mình cho phần nước mắm này. Với lại dầu hào vào luôn nhé. Rồi mình sẽ đảo thật đều. Rồi bây giờ mình sẽ ướp trong vòng nửa tiếng nhé. Sau cái thời gian ướp 30 phút, giờ mình sẽ lấy cái thịt ra nhé. Mình sẽ bỏ hết toàn bộ những cái cây sả đi. Mình sẽ bỏ tạm ra cái đĩa nhé. Bỏ ra hết toàn bộ cái đĩa xong bắt đầu là mình mới đi chuẩn bị quả trứng nha. Hôm nay món thịt ba chỉ chiên giòn mình có một quả trứng. Giờ mình sẽ đập ra cái bát nhé. Khi đập ra cái bát xong thì mình sẽ sử dụng cái bột chiên giòn này. Mình sẽ đổ vào bên trong bát nhé. Xong bắt đầu là mình sẽ khuấy nhuyễn nó ra nhé.
Mình sẽ quấy thật đều nha, để cho trứng với cái bột trên giòn nó được quyện vào nhau nhé. Bạn quấy theo cái dạng sền sệt nhé. Nếu ví dụ như nó loãng quá thì các bạn sẽ cho thêm một ít bột nữa nhé, để cho nó dạng sệt đặc hơn. Mình thấm cái thịt ba chỉ và nó sẽ được nhiều hơn nha các bạn. Khi mình đánh nhuyễn xong rồi mình sẽ để đây cho nó nở ra một tẹo nha các bạn. Giờ mình dùng một ít cái bột chiên giòn, mình sẽ đổ ra cái khay này nhé. Để mình dúng thịt vào, xong bắt đầu là sẽ thấm một lượt cái bột chiên giòn cho nó phủ đều lên cái miếng thịt của mình nhé. Giờ mình sẽ cho thịt vào trong cái bát bột mình đã quấy được rồi. Mình sẽ tẩm thật đều nha các bạn. Giờ thì cái miếng thịt của mình đã phủ hết toàn bộ cái bột rồi nhé. Giờ mình sẽ đặt nó vào bên trong cái bột khô và lật đi lật lại mấy lượt nha các bạn, để cho nó phủ đều. Cái chảo của mình đã nóng rồi, các bạn cho nhiều nhiều nhé. Mình đun sôi dầu xong bắt đầu mình mới cho thịt vào nhé. Ba miếng thì mình thấm thì nó cũng rất là nhanh thôi. Và cái miếng đầu tiên là mình sẽ bỏ sang một bên nhé, xong lên đầu để tí dầu nó nóng lên mình sẽ bỏ vào nhé. Đây, mình sẽ bỏ cái miếng này vào trong cái bột đây để cho nó thấm hết nhé. Đây, các bạn sẽ cho nó nhiều bột như này thì lúc mình ăn thì nó rất là giòn nhé. Đó, cho cái miếng thịt vào trong chảo mình rán nhé. Các bạn sẽ để yên nhé. Đây. Giờ các bạn có thể là cho nhỏ lửa lên một chút nhé. Đấy, giờ mình cho luôn cái miếng thứ hai vào trong cái chảo của mình rán cùng luôn nhé. Rồi giờ các bạn sẽ cho nhỏ lửa đi nhé. Rồi giờ nó hơi xe xe rồi, mình có thể là mình dở mặt nó đi được rồi nhé. Các bạn đun nhỏ nha, để cho nó cái thịt của mình nó chín nhé. Rất là nhỏ lửa thôi nhé. Giờ còn miếng cuối cùng mình cũng sẽ cho vào trong nồi luôn nhé. Không chả luôn. Bây giờ là chúng ta cho nhỏ lửa. Rồi, mình cứ vậy là mình đun. Đây các bạn ạ, những cái miếng thịt ba chỉ chiên giòn của mình đây, nó giờ nó đã đang vàng ươm hết rồi nha các bạn. Cái miếng này mình bỏ vào sau cùng nên nó còn đang trắng trắng nhá. Còn miếng này nó cũng vàng, cũng sắp được rồi các bạn ạ. Mình đun thêm một lúc nữa để cho nó vàng, cho nó chín đều hết ở bên trong nhá. Wow. Đây, bây giờ những cái miếng nào mà mình bỏ trước ấy, mình nhìn ăn được rồi, giờ mình sẽ gắp ra mình để lên trên cái nha, để cho nó ráo dầu các bạn ạ. Ui giời ơi, các bạn nhìn thấy không, vàng ươm rất là ngon nhé. Mình bỏ ở đây cẩn thận nó sẽ rơi. Còn cái cục này, cái hai cục này lúc nãy là mình làm nó còn thừa bột ấy, mình viên 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 lại để làm
Dán luôn nhé. Thịt ba chỉ chiên giòn hấp dẫn lắm các bạn ạ. Giờ mình sẽ gắp những cái miếng nó được rồi xuống nhé. Giờ nó cũng đã ráo hết dầu rồi. Đó, mình sẽ bỏ ra một bên nó nguội, xong tí mình sẽ đi xái ra nhé. Rồi cái miếng này của mình cũng đã chín rồi nhé các bạn. Giờ mình cũng sẽ gắp lên trên mình đây. Đầu là mình sẽ bỏ ra đĩa nhé. Xong bắt đầu tí mình mang đi chặt. Đây các bạn ạ, mình đã dán xong rồi. Mình đã bỏ ra đĩa, xong bắt đầu để mình để cho nó nguội nhé. Xong bắt đầu mình mới mang đi chặt nha các bạn. Này. Các bạn nghe thấy không? Cục cục rất là giòn đấy nhé. Mình thử tí cái đầu. Ngon quá các bạn ạ. Giờ mình sẽ bỏ ra một bên. Bây giờ cái thịt mình quay đã chín rồi nhé. Mình đã bỏ ra bên ngoài đĩa rồi. Giờ mình chỉ việc thái thôi nhé. Rất là giòn các bạn ạ. Đấy nhá. Bên trong là chín hết một tí nha các bạn. Rất là ngon. Bố ngồi xuống đi, xong bắt đầu bố thái này con ăn nhá. Ê, tí nữa tay con. Ôi thơm quá. Tí nữa con ăn luôn. Ừ. Tí nữa ông làm sao giòn lắm. Mình sẽ để một bên một tí mình sẽ xếp nhá. Ừ, con ngồi xuống một tí, bố lấy cho con tay bố. Đây các bạn, ngon lắm nha. Thôi con được rồi, để im bố. Đây, con đây. Ôi giời con gái rồi. Thịt đi con. Thịt đấy. Các bạn ạ, mình đã thái rồi nhé. Giờ mình sẽ cho ra cái đĩa này nhé. Các con đừng. Mình sẽ cho mấy cái, hôm nay mình không có rau thơm. Mình chỉ có mấy cái rau xà lách thôi. Để tí mình ăn cùng. Giờ mình xếp 1, 2, 3 cái vài cái rau xà lách. Bắt đầu mình sẽ đặt cái món thịt ba chỉ chiên giòn này lên nhé. Các bạn cũng cứ đặt bình thường thôi nhé. Đặt bình thường. Con thích ăn thịt đùi gà cô. Con thích ăn thịt đùi gà. Bố ơi, con nhỉ? Đây các bạn ạ. Giờ mình sẽ làm tí nước mắm nhé. Rồi này. Có tỏi này, có tiêu. Giờ mình sẽ cho thêm một tí ớt nữa nhé. Đi cẩn thận không cắt tay bố đấy nhá. Ừ. Rồi, tôi sẽ cho ớt vào đây cho con gái không ăn nhá. Rồi. Con không muốn ăn ớt đâu. Đây mình đã làm xong nhé. Giờ Giờ xin mời các bạn hãy vào thưởng thức cùng mình nhé. Mình xin mời tất cả các bạn và các anh các chị ấy mời cơm cùng gia đình nhà mình nhé. Đây các bạn ạ. Cái món thịt ba chỉ chiên giòn của mình nhé. Thì mình đã làm xong và thái ra đây rồi nhé. Rất là ngon nhé. Bố ơi. Rất là ngon các bạn. Giờ mình xin mời các bạn dùng cùng mình nhé. Bố ơi. Mình sẽ chấm cùng với nước mắm nhé. Ơi, con ăn không? Uống nước. À, con uống nước ạ. À? Anh lấy nước cho em nhé. Giòn lắm các bạn. Giòn mà bên trong nó rất là mềm nhé. Mình sẽ cuốn thử với lại cái rau xà lách này xem nhé. Nhìn bên trong rất là ngon. Ăn đi con. Mềm mà cũng rất là ngọt các bạn ạ. Nhưng mà nó cũng không bị ngấy nhá. Đặc biệt ở đây nó không bị ngấy nhỉ. Con ngồi xuống con ăn. Kíp bắp của con. Kíp bắp của con. Các bạn hãy làm cái món này để cho gia đình nhà mình thưởng thức nhé. Cái món này thì cũng rất là dễ làm các bạn ạ. Nó mất mỗi cái thời gian là mình ướp thôi nhé. Mình ướp nó mất thời gian một tí thôi. Còn này nó rất là ngon nhé. Các bạn ạ, đây thì mình còn có cái món dưa chua nhé. Dưa cải bắp với lại cà rốt.
Thì cái món dưa này vợ mình làm nhé. Giờ mình sẽ ăn cùng với lại cái thịt nhé. Đây mình bỏ mang ra. Mình sẽ bỏ một cái miếng thịt này, cái miếng thịt quay này. Đấy, mình sẽ chấm mắm này. Rồi, giờ mình sẽ thử một miếng cái này trông nó ngon không nhé. Rồi, cảm ơn con. Mời các bạn nha. Dưa thì nó chua, còn cái thịt thì nó ngậy, mà nó giòn giòn lắm ạ, rất là đã. Ngon rồi. Mình xin phép kết thúc cái video tại đây nha. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn nhé. Bạn hãy cho mình xin lượt like, lượt share và lượt đăng ký nha. Like và share.